Quý đồng nghiệp, để tiếp tục chương trình hội nghị hôm nay, tôi xin trình bày đề tài hen nhẹ và những nguy cơ tiềm ẩn. Thứ nhất là chúng tôi xin nhắc lại về định nghĩa hen. Nội dung trình bày của tôi hôm nay sẽ trình bày thứ nhất là chúng tôi sẽ nhắc lại về hen nhẹ, định nghĩa của hen nhẹ là như thế nào, những cái gánh nặng mà hen nhẹ nó có thể tiềm ẩn và cái thay đổi của Gina 2019 ra sao. Thì định nghĩa của hen thì chúng tôi biết rằng, chúng ta cũng biết rằng là cái định nghĩa của hen thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà hen thì được định nghĩa bởi một cái cụm từ cực kỳ quan trọng, đó là sự thay đổi. Và sự thay đổi này thể hiện ở cái triệu chứng thò khè, khó thở theo mức độ và theo thời gian, cũng như là sự thay đổi của bằng chứng luồng khí thở ra theo trên chức năng hô hấp. Còn định nghĩa của hen nhẹ là như thế nào? Thì định nghĩa của hen nhẹ là như thế nào? Trước đây thì đây, cái độ nặng của hen bao gồm 4 mức độ là hen ngắt quãng, hen nhẹ thường xuyên, hen nặng thường xuyên. Và cái mức độ thay đổi theo 4 cái mức độ này hiện giờ người ta không có sử dụng nữa, bởi vì nó không có cái tính tiên lượng. Và kể từ 2019 đến nay đó, thì người ta xem là cái độ nặng của hen là cái mức độ đáp ứng của bệnh nhân hen đối với thuốc điều trị. Và người ta chỉ đánh giá được hen nhẹ, được đánh giá cái độ nặng của hen là khi người bệnh đã điều trị với chúng ta ít nhất là 1 tháng và dựa trên cái mức kiểm soát hen. Thì cái định nghĩa của hen nhẹ đó, xin lỗi, và Gina 2014 đến nay thì hen nhẹ được coi là hen kiểm soát tốt, tức là người ta chia ra là hen nhẹ, hen trung bình và hen nặng. Hen nặng là những hen mà kiểm soát tốt với bậc hen bậc 4 và bậc 5, còn hen trung bình là hen kiểm soát tốt với bậc hen ở độ 3, và hen nhẹ là hen kiểm soát tốt với điều trị hen bậc 1 và bậc 2. Như vậy thì hen bậc 1, tức là những cái bệnh nhân mà có cái mức triệu chứng hen 2 lần 1 tháng và được cho điều trị với Saba khi cần. Còn hen bậc 2, tức là những bệnh nhân mà được triệu chứng hen trên 2 lần 1 tháng và được cho điều trị với ICS liều thấp hàng ngày. Đây là cái phác đồ của Gina 2018 cho thấy rằng là ở cái bậc 1 thì người ta chỉ sử dụng Saba khi cần và không có thuốc kiểm soát hen. Còn ở bậc 2 thì người ta sử dụng ICS liều thấp hàng ngày và có thể sử dụng thêm những cái leucotrien, kháng leucotrien. Như vậy thì hen nhẹ là như thế nào? Những người hen nhẹ này có thực sự là nhẹ hay không? Thì một cái nghiên cứu dựa trên thực hiện năm 2017 trên 520 bệnh nhân hen nhẹ, thì người ta nhận thấy rằng là ở những cái bệnh nhân mà hen nhẹ này thì vẫn có xuất hiện cái mức kiểm soát hen không tốt, chứ không phải là hoàn toàn là kiểm soát hen tốt. Và cũng cái nghiên cứu này thực hiện trên 520 bệnh nhân mà người ta quan sát đến cái sử dụng thuốc cắt cơn, thì người ta thấy rằng là có đến 15 bệnh nhân trong số 520 bệnh nhân này ngày nào cũng phải sử dụng thuốc cắt cơn, và có tới 190 bệnh nhân là chỉ có 190 bệnh nhân là hoàn toàn không sử dụng thuốc cắt cơn gì cả. Và một cái nghiên cứu khác thì quan sát đến cái đợt cấp hen và đợt cấp hen nhập viện ở những cái bệnh nhân hen mà theo từng độ nặng của bệnh, thì người ta nhận thấy rằng là ở những bệnh nhân hen nhẹ thì vẫn có xuất hiện đợt cấp hen, cũng như là những cái lần mà phải hen, phải nhập viện. Một cái nghiên cứu khác là một cái nghiên cứu cô họt kéo dài 10 năm, rất là kỳ công, thực hiện trên 70.000 bệnh nhân hen nhẹ. Thì người ta nhận thấy rằng là theo dõi 10 năm như vậy thì cái tỷ lệ hen nhẹ nó giảm dần dần, và cái tỷ lệ hen trung bình và hen nặng tăng lên dần dần.
Có nghĩa là trong số 70.000 bệnh nhân này sẽ có những người dần dần chuyển sang hen nặng và hen trung bình. Như vậy thì người ta nhận thấy rằng là bệnh nhân hen nhẹ được điều trị ở bậc 1 và bậc 2 theo Gina chiếm tỷ lệ rất là cao. Có tới 50-75% là trong dân số hen. Nhưng mà những người bệnh nhân hen này, hen nhẹ này thì rõ ràng là cái mức kiểm soát hen không hoàn toàn. Thứ hai nữa là vẫn xuất hiện những cơn hen cấp và những cơn hen cấp nặng phải nhập viện. Và diễn tiến thành cái hen trung, vẫn có thể diễn tiến thành hen nặng và hen trung bình. Như vậy rõ ràng mình nói là hen nhẹ nhưng thực sự là không nhẹ. Và tại sao như vậy? Thì người ta nhận thấy rằng là cái triệu chứng hen và các cái nguy cơ nó không có đồng bộ với nhau. Có những người là mặc dù là cái triệu chứng rất là thấp, triệu chứng rất ít xảy ra nhưng mà vẫn có nguy cơ những xuất hiện những đợt cấp hen. Và cái mong muốn của người bệnh khi mà điều trị với cái mong muốn của cái nhân viên y tế của chúng ta không có đồng bộ với nhau. Người ta xem xét những cái đối tượng mà hen nhẹ như thế này thì người ta nhận thấy rằng là cái tỷ lệ sử dụng SABA rất là nhiều. Có đến 33,6% sử dụng trên 2 bình xịt trong vòng 3 tháng. Và những cái nghiên cứu thực hiện từ 1997, 2012, 2013 và gần đây nhất, người ta nhận thấy là cái số lần dùng SABA trong 14 ngày trước nhập viện nó là tăng tới 48 nhát xịt. Như vậy thì vì sao bệnh nhân hen mà sử dụng SABA quá mức như vậy? Thứ nhất là do được hướng dẫn. Mình hay nói với bệnh nhân là khi nào mệt thì sử dụng SABA đi. Luôn luôn có một cái ống SABA sẵn sàng để chúng ta cắt cơn. Và như vậy thì mỗi lần bệnh nhân vào nhập viện cấp cứu thì vẫn được sử dụng SABA. Như vậy là do được hướng dẫn. Thứ hai là do hiệu quả tức thì. Khi mà bệnh nhân sử dụng SABA như vậy thì giải quyết được cái triệu chứng nhất là nhanh chóng. Và nhiều bệnh nhân nghĩ rằng là họ có thể kiểm soát hen chỉ bằng một ống SABA mà thôi. Và một cái lý do thứ ba khiến mà bệnh nhân hen thích sử dụng SABA đó là nó quá tiện dụng. Chúng ta có thể mua SABA ở khắp mọi nơi. Và ngay cả là trên phim ảnh, trên truyền hình vẫn thấy những cái ống SABA, những bệnh nhân sử dụng SABA. Như vậy thì chúng ta thấy là cái quá tiện dụng cho nên bệnh nhân rất là dễ dàng mua. Và khi mà bệnh nhân hen sử dụng SABA quá mức như vậy thì chuyện gì xảy ra? Đối với những cái nhịp tim, những cái rối loạn do cái sử dụng quá liều như là rối loạn nhịp tim, như là thiếu oxy mô, tác động trên hệ giao cảm vân vân. Hoặc là nhưng mà có một cái triệu chứng, một cái biểu hiện nữa đó là gia tăng cái co thắt khí quản khi gắng sức và tăng viêm đường dẫn khí và dẫn tới một cái hậu quả là bệnh nhân sẽ quá tin cậy vào SABA dẫn đến giảm sử dụng ICS, làm xấu đi cái mức kiểm soát hen và tăng cái nguy cơ tử vong. Một cái bài báo cho thấy rằng là tại sao hen vẫn làm chết người, why asthma still kills, thì người ta nhận thấy là nghiên cứu trên 195 bệnh nhân tử vong do hen trong 12 tháng, thì người ta thấy rằng là những cái 195 bệnh nhân này sử dụng SABA rất là nhiều và sử dụng ICS rất là ít. Chỉ có 4%, có đến 4% sử dụng 50 cái bình xịt SABA trong 12 tháng trước đó. Nhưng mà sử dụng ICS thì rất là ít. Gina cũng đưa ra cái khuyến cáo là đối với những bệnh nhân mà sử dụng SABA quá nhiều và ICS quá ít thì có liên quan trực tiếp tới yếu tố nguy cơ tử vong. Và chúng ta xem lại cái nền viêm trong hen, chúng ta cũng thấy rằng là biểu hiện bởi một cái tảng băng trôi trên mặt nước thì những cái mỏm băng là cái triệu chứng hen, còn ở bên dưới cái phần chìm của tảng băng chính là cái nền viêm trong hen. Thì chúng ta điều trị cái triệu chứng hen ở phía trên nhưng mà cái nền viêm trên dưới thì vẫn chưa được tác động. Và chúng ta thấy là có những cái nghịch lý trong điều trị hen. Ở bậc 1 thì SABA đơn độc được chỉ định bất chấp sự thật là hen là một cái bệnh lý viêm của đường hô hấp mãn tính và tình trạng viêm nó gia tăng hơn nữa trong cái cơn cấp. Thứ hai là có cái sự thay đổi khá khác biệt giữa điều trị với SABA đơn độc ở cái bậc 1, khi mà chuyển qua bậc 2 thì sử dụng ICS cố định. Thứ ba là ICS được khuyến cáo sử dụng thường xuyên nhưng mà cái thuốc này thì nó lại không giảm được cái nhu cầu cần phải cắt cúc, cắt
cơn nhanh chóng của người bệnh. Và có một điểm đó, mâu thuẫn đó, là khi chúng ta sử dụng, được khuyến cáo là sử dụng Saba với Laba là hai thuốc cùng là tác dụng ngắn và tác dụng dài. Nhưng mà chúng ta thấy là khuyến cáo là Saba thì là an toàn, nhưng mà Laba thì tuyệt đối không được sử dụng cho bệnh nhân hen. Thì đó là một, cũng là một những cái mâu thuẫn. Và như vậy thì từ 2019-2020, Gina đã có thay đổi, tức là không còn sử dụng cái Saba đơn độc nữa, mà khuyến cáo sử dụng ICS hoặc Moteron khi cần. Và so sánh cái Gina trước và sau 2019 thì chúng ta thấy rằng là ở cái Gina 2019 trở về sau này thì người ta khuyến cáo sử dụng ICS hoặc Moteron khi cần ở bệnh nhân bậc 1. Và ở những bệnh nhân bậc 2 thì người ta sử dụng ICS hàng ngày và có thể khuyến cáo dùng hoặc là thay thế là ICS hoặc Moteron khi cần, hoặc là dùng ICS mỗi khi sử dụng Saba. Thì tại sao cái Phosmoteron có cái khả năng sử dụng để cắt cơn thì chúng ta biết rồi, là Phosmoteron nó có cái khởi phát nhanh tương đương như là Salbutamol. Và như vậy thì từ Gina 2019 đến nay, chúng ta thấy rằng là phác đồ bậc hen bậc 1 của bậc và bậc 2 của Gina 2019 hoàn toàn không sử dụng Saba mà thay thế bằng ICS Phosmoteron khi cần. Và sự thay đổi này được xem là một cái sự cuộc cách mạng trong cái điều trị hen. Vốn là cái điều trị hen bậc 1, bậc 2 sử dụng Saba là nó bền vững từ nhiều thập niên đến nay. Và chúng ta thấy là ICS là thuốc điều trị chủ lực trong tất cả các bậc hen. Vì sao mà Gina thay đổi như thế? Thì chúng ta thấy rằng là dựa trên cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu BEST, người ta sử dụng cái beclometazone, tức là ICS cộng với cái Saba khi cần. Và so sánh dựa trên các cái... đánh giá cái số lần vào cái đợt cấp, thì người ta nhận thấy rằng là ở cái nhóm mà sử dụng Saba khi cần đó, thì có cái số lần vào đợt cấp, cái thời gian đến đợt cấp rất là ngắn. Nhưng mà cái nhóm mà sử dụng Saba cộng với lại ICS, tức là beclometazone cộng với Saba, thì gần như tương đương với lại ICS khi cần, ICS hàng ngày. Một cái nghiên cứu TRESA cũng là một cái nghiên cứu sử dụng beclometazone và Saba khi cần, thực hiện ở trên trẻ em thì cũng tương tự như vậy. Một cái nghiên cứu Sigma, người ta so sánh giữa cái ba cái nhóm là ICS hàng ngày, Saba khi cần và ICS Phosmoteron khi cần, thì người ta nhận thấy rằng là cái ICS Phosmoteron khi cần nó tốt hơn cái sử dụng Saba khi cần, và nó không bằng cái ICS Phosmoteron hàng ngày. Đây là cái nghiên cứu Sigma 1 cho thấy rằng là cái nhóm bệnh nhân sử dụng cái ICS Phosmoteron liều thấp khi cần thì nó có cái mức kiểm soát hen tốt hơn so với xài Saba đơn độc cắt cơn hàng ngày. Một cái nghiên cứu Sigma 2, tức là cái nghiên cứu so sánh giữa cái số lần vào đợt cấp giữa cái hai nhóm là ICS Phosmoteron khi cần và ICS hàng ngày, thì người ta nhận thấy rằng hai cái này là tương đương với nhau, có nghĩa là xài ICS và Moteron khi cần không thấp hơn cái hiệu quả khi xài ICS hàng ngày. Và cái nghiên cứu, và khi mà thời gian cái đợt đến đợt cấp đầu tiên của hai nghiên cứu Sigma này, thì chúng ta thấy rằng là khi mà sử dụng ICS và Moteron hàng ngày thì nó hiệu quả hơn hẳn so với xài cái ICS và Moteron, xài cái ICS hàng ngày. Và cái việc mà tích lũy cái liều ICS thì chúng ta thấy rằng là khi mà sử dụng cái ICS Phosmoteron khi cần thì cái liều nó sẽ thấp hơn hẳn so với cái sử dụng ICS hàng ngày. Như vậy thì chúng ta thấy là ở điều trị hen bậc 2, ở những bệnh nhân mà có triệu chứng 2 lần trong một tháng thì chọn lựa được ưa thích là ICS Phosmoteron liều thấp khi cần, và cái chọn lựa khác là ICS liều thấp mỗi khi dùng Saba. Như vậy thì sử dụng các cái chế phẩm mà ICS Phosmoteron có gì? Ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là chỉ có cái Symbicort, tức là Budesonide Phosmoteron, nhưng mà trên thế giới còn một số chế phẩm khác như là Mometasone Phosmoteron, vân vân. Một cái phối hợp khá thú vị nữa mà ở Việt Nam mình cũng chưa có, tức là
Nãy mình có cái chỉ định là sử dụng ICS mỗi khi dùng SABA. Thì ở đây có một cái phối hợp là ICS cộng với SABA trong chung một cái dụng cụ. Và như vậy thì trên thế giới sắp tới chúng ta hy vọng rằng là thôi mỗi khi chúng ta sử dụng SABA thì mỗi lần phải lấy thêm một cái ống ICS phức tạp quá, thì có thể phối hợp ICS trong một ống SABA. Để kết luận thì chúng ta thấy rằng là đối với cái hen nhẹ thì hen nhẹ là một cái hen chiếm tỷ lệ rất là cao trong dân số hen, nhưng mà thực sự là không nhẹ. Và như vậy bệnh nhân hen nhẹ lại thường có khuynh hướng là kém tuân thủ điều trị và lạm dụng SABA quá mức. Và Gina 2019 thì khuyến cáo là hạn chế cái việc sử dụng SABA đơn độc và thay thế bằng sử dụng ICS cộng với SABA. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi.